năm nay, những suất cơm từ thiện đã trở thành những món quà quý giá mà các nhà hảo tâm gửi tặng tới những con người có hoàn cảnh khó khăn. Những suất cơm thơm ngon, nóng hổi ấy đã phần nào giúp cho cuộc sống của họ no ấm hơn. Tuy nhiên, đã xảy ra hiện tượng tranh cướp, sử dụng nhiều chiêu trò bịt bợm nhằm giành lấy những suất ăn từ thiện của một số thành phần mà báo chí đã phản ánh gần đây. Thậm chí, chúng còn lợi dụng tình hình hỗn loạn để móc túi bệnh nhân và người nhà, những con người đang lâm vào tình cảnh khốn cùng. Như góc quay giấu kín ở một số điểm phát cơm từ thiện và tình huống của chương trình hôm nay sẽ xoay quanh vấn đề này. Đây là những hình ảnh mà ekip chương trình ghi nhận được tại điểm phát cháo và cơm tình nguyện tại một bệnh viện. Tôi làm sao chị ơi? Từ từ anh ơi, từ hàng ạ. Đói quá đừng chịu được. Đói nhưng mà bây giờ bọn em phát không phải là phát hết này. Ngồi chờ từ lúc trước rồi, không phải là phát lung tung được, vì cả cũng chỉ phát cho những bệnh nhân thôi. Tuy có phần nguyên tắc nhưng đây là một biện pháp khá hiệu quả nhằm hạn chế tình trạng giả bệnh nhân trà trộn cướp cơm từ thiện. Tất cả đều phải có phiếu. Bọn cháu cũng đi kêu gọi tất cả mọi người, nên bây giờ bọn cháu chỉ phát cho những người có phiếu và những người không có phiếu thì bọn cháu không phát cả. Em cũng ăn mà cho con em thôi. Trái ngược với cảnh tượng chen chúc xô đẩy trên là những hàng dài ngay ngắn, trật tự, quy củ của mọi người tại một quán cơm từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Một điều đặc biệt ở nơi đây là để xóa đi cảm giác nhận cơm từ thiện thì những người khởi xướng quán cơm này chỉ thu 2.000 đồng cho mỗi suất cơm rất thơm ngon và đảm bảo vệ sinh. Rất sạch sẽ trong cách chế biến thức ăn cùng thái độ phục vụ tận tình của các tình nguyện viên khiến mọi người đều cảm thấy ấm áp. Một hiện trạng đáng buồn đã từng diễn ra, đó là một số ít đối tượng không chỉ tranh cướp mà còn lãng phí dùng thức ăn từ thiện làm mồi nhậu. Chứng kiến cảnh tượng đó, phản ứng của mọi người sẽ như thế nào? Đây là hai diễn viên của chương trình. Tình huống đang được diễn ra trước cổng một bệnh viện. Làm một câu nữa thì sau tao gọi cho bọn nó. Tao cướp được 3 hộp. Dạ, được 2 hộp. Dạ. Hôm nay nhiều. Hôm nay nhiều đấy, bàm lấy. Ngon không kìa. Thôi từ từ tao gọi cho bọn nó ra nhậu luôn. Cướp mãi mới được ông ấy. Cơm này ngon rồi. Mới thấy cơm mình ăn thịt không? Thế mày cho rượu. Cơm vào đây. Mày cho cơm vào, cho lấy thịt uống rượu. Cá mù của hai anh em ăn mãi vứt thì bao nhiêu thịt, nhiều thịt lắm. Hôm nay được có 5 hộp ăn, nhưng ngồi đây uống rượu luôn. Bọn anh gọi mang ít rượu ra uống. Tí phải vào làm mấy hộp đây, vào người ta cười. Anh cả mày vào làm mấy hộp đi ra, xong tối anh em uống rượu. Cơm mày làm ở đấy có lấy không? Có gì lấy mấy hộp? Mấy
Có đồ đũa nào thì mượn đồ đũa đi. Ít thế. Ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lấy nhiều lấy gọi đồng đội ra ăn cùng. Ờ bọn mày đang đâu ấy? Tao vừa tranh được mấy hộp cơm từ thiện này, mang rượu đến đấy, ngay cổng viện. Hôm nay cơm nhiều thịt lắm mẹ. Này, ông sang Việt Đức nhiều, Việt Đức cùng họ là 12 suất. Dồn hết cơm mà, dồn hết cơm mà, xong rồi mình lấy thức ăn mình nhậu rồi. Ra chỗ anh ngồi đi. Vâng. Ừ đấy, được không sao? Gọi rượu đây mày. Bọn mấy đang ở ra uống nhỉ? Ờ, mày đâu rồi? Tao vừa vào tao tranh được 3 suất cơm từ thiện ở trong viện này. Gắn cơm đấy mày ơi. Mày đổ cơm đấy, mày đổ cơm hết đi, xong rồi lấy dưới thức ăn thôi. Này, con thịt lợn ngon rồi. Sữa chua ơi. Hôm nay được 5 suất nhỉ? Ờ, này 5 suất. À, nó cứ gạt mình ra, mình cướp. Sắp luôn mình chạy. Dạ. Đâu 3 4 thằng. Ô là 12 suất luôn. Cái này cơm bỏ đi mà ăn toàn. Cơm bọn cháu bỏ đi chỉ có uống rượu thôi. Vâng, đây chỉ là tình huống của chương trình Camera Giấu Kín. Xin cảm ơn các nhân vật đã tình cờ cùng chúng tôi đem đến cho khán giả câu chuyện này. Suất cơm của bệnh viện từ thiện cho những người hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả có điều kiện về kinh tế mà những người khác lại cướp người ta như thế nào. Thì nếu mà mình biết đấy là cướp cơm của người khác thì mình sẽ can thiệp vào. Nhưng sao cả chắc chắn dân tình sẽ ủng hộ vì đấy là miếng cơm của những người nghèo mà người khác lại cướp để uống rượu mà cơm lại đổ đi. Thực ra là vì là hai buổi nay là bọn tớ là phát tăng lên. Thế thành ra là họ nhìn thấy ào ào nhiều, kiểu họ thấy ào ào ấy. Tức là ai cũng tranh nhau vào đấy, thành ra là nó mất trật tự. Còn bình thường là sẽ có một bạn đến sớm hơn và xếp hàng. Sau đấy mới xếp hàng xong mới bắt đầu phát cơm. Dân mình cũng nhìn người ta nhìn thương lắm, xót ruột. Nghĩa là nhiều lúc đấy như lần tiên đi phát thấy hết cơm mà người ta còn xin mặt ra buồn. Chẳng lẽ mình có tiền ra để cho thì cũng khổ. Chẳng biết thế đấy, chỉ biết được là cô nó sẽ làm thêm để mang đến để cho thêm những người khác nữa, cho người ta cho có phần để cho đỡ đi. Là bệnh nhân người ta đã khổ sở đó, đi chữa bệnh tiền đã không có, thế mà lại còn đi cướp cơm của người ta như thế là ý thức con người không được tốt. Thì hiện tôi với anh đây cũng là anh ở Phú Thọ, tôi ở Bắc Giang, cũng có người hiện là đang ung thư ở bệnh viện ca, nhưng tôi ra đây thì thấy cái tình hình như thế là cũng không nên, bởi vì trong những người mà đã mắc bệnh ý, thực ra là những cái bệnh hiểm nghèo dân rất khổ, ngay bao nhiêu các cơ quan đã đi vào đấy là thực ra có những người không phải có tiền mà để mà ăn để chữa bệnh, ăn miếng bánh mì để chữa bệnh cho vợ cho chồng. Khi nào nên phải thứ nhất nếu mà gặp tình huống như thế là nên can ngăn, không nên như thế, bởi vì những cái bát cơm đấy, những cái suất ăn đấy nhiều người rất cần, còn không vì một tí mà để cho bao nhiêu người đói.